Xin chào các bạn nha. Hôm nay giới thiệu với các bạn một cái thiết bị không thể thiếu trong trồng cây thủy canh ha. Đối với cái dàn thủy canh hồi lưu của chúng ta. Đây là cái thermometer ha, cái đầu hẹn giờ. Thì trong trồng cây thủy canh thì các bạn biết là chúng ta phải hẹn giờ ha. Thì không thể để cho cái máy nó chạy xuyên suốt được. Máy bơm nó chạy xuyên suốt thì nó thứ nhất là nó sẽ hao cái điện, còn cái thứ hai là nó sẽ làm cho cái mực nước lúc nào nó cao quá. Chúng ta mực nước trong thủy canh hồi lũ phải nó phải có lúc là nó cao, lúc thì nó thấp ha. Chứ không thể lúc nào chúng ta cũng cho cái mực nước nó cao hết thì như vậy sẽ không tốt cho cây, để nó sẽ rau của mình chậm trên các cái ống đó nó sẽ bị lún, cho nên là mình cần phải có cái bộ hẹn giờ. Ở đây đây là cái bộ hẹn giờ ha, gọi là cái timer. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn cái cách sử dụng cái timer này như thế nào ha, cho nó hiệu quả và cài đặt giờ như thế nào. Rồi các bạn cùng theo dõi nha. Rồi giới thiệu với các bạn đây là cái timer ha. Đó, các bạn quan sát ha. Cái timer này là timer bằng cơ ha, không phải là timer điện tử. Cái timer điện tử thì nó khác nữa. Còn timer này là timer bằng cơ. Rồi cũng xài điện 220V bình thường nha. Rồi. Về tổng quan cái timer thì nó sẽ có cái vòng tròn giống như là cái đồng hồ của mình ha. Đây. Đây cái phần màu đen này là giờ ban đêm. Nè, 5 giờ AM ha. 6 giờ AM tới 5 giờ AM. 6 giờ AM nghĩa là 6 giờ sáng. 5 giờ sáng, 4 giờ sáng. 3 giờ sáng, 2 giờ sáng, 1 giờ sáng. Rồi, 12 giờ đêm. 11 giờ đêm. 10 giờ đêm, 9 giờ đêm, 8 giờ đêm, 7 giờ đêm. Rồi 6 giờ. 6 giờ tối ha, quay lại. Còn cái phần màu trắng này là giờ ban của ban ngày chúng ta. Rồi. Này là 5 giờ chiều ha, 4 giờ chiều. 3 giờ chiều. 2 giờ chiều. 1 giờ chiều. Moon này là 12 giờ trưa nha các bạn. 12 giờ trưa, 11 giờ, 10 giờ, 9 giờ, 8 giờ, 7 giờ, rồi quay lại 6 giờ sáng. Rồi nó chia ra chúng ta hai cái khung giờ vậy để chúng ta dễ dàng cài đặt ha. Rồi, để đặt giờ chạy thì chúng ta chỉ cần bấm xuống nè, nó có cái khía nè, các bạn bấm cái khía này xuống. Đây, là 15. Mỗi khía này nó quy ước là 15 phút ha, các bạn quan sát đếm nè. Đây từ chỗ 6 giờ nè. 1 15 phút, 30 phút, 45 phút, 60 phút, nghĩa là mỗi một khung giờ thì có 4 khía. Ví dụ chúng ta muốn trong 1 giờ nó chạy 15 phút thì các bạn sẽ cài vậy. Rồi, đây là thời gian timer nó sẽ chạy ha. Rồi, 15 phút 6 giờ nó chạy tới 6 giờ 15. Rồi nó sẽ ngừng tới 5 giờ ha. Ngừng 45 phút, nghĩa là chúng ta bỏ 3 khía là thời gian này nó ngừng. Rồi tới đây. Tới 5 giờ các bạn cho nó chạy tới 5 giờ. 5 giờ 15. Ha, tương tự 4 giờ tới 4 giờ 15. Chờ. Rồi 3 giờ tới 3 giờ 15. Rồi 2 giờ tới 2 giờ 15. 1 giờ tới 1 giờ 15. 12 giờ tới 12 giờ 15. 11 giờ 1 giờ 15. 10 giờ đến 10 giờ 15. 9 giờ đến 9 giờ 15. 8 giờ tới 8 giờ 15. 7 giờ tới 7 giờ 15. Đó, ha.
6 giờ tới 6 giờ 15. Đó, đó là cách chúng ta cài đặt cái giờ chạy và giờ tắt. Nghĩa chúng ta cài gì thì cứ chạy 15 phút, nghỉ 45 phút, nghĩa là 1 giờ sẽ timer của mình, máy bơm của mình sẽ chạy một lần. Mình làm tương tự ha. 5 giờ, 4 giờ, 3 giờ, 2 giờ, 1 giờ, 12 giờ, 11 giờ, 10 giờ, 9 giờ, 8 giờ, 7 giờ. Đó. Thì cài đặt như vậy. Còn nếu mà chúng ta không thích ha, thì các bạn có thể cài là 15 phút chạy, 15 phút tắt. Ví dụ như giờ ban ngày, những cái giờ cao điểm ha. Ví dụ từ 12 giờ từ 10 giờ trở đi là trời rất là nắng rồi ha, cho nên chúng ta sẽ chạy 15 phút chạy, 15 phút tắt. Nghĩa là mỗi cái khía này là 15 phút ha. Chúng ta muốn cái giờ nào nó chạy thì chúng ta bấm nó xuống, còn cái giờ nào nó không chạy cho nó lên. Đơn giản vậy thôi. Đó là cái cách cài vậy. Còn cái này ha. Rồi. Còn một cách nữa, đó là chạy giờ như vậy, nhưng mà nó làm sao mà cái giờ nó trùng với cái giờ của cái giờ hiện tại của chúng ta. Ví dụ hiện giờ là 1 giờ trưa đi. 1 giờ trưa thì các bạn sẽ xây cái đồng, xây cái này nè, cho cái mũi tên này nó hướng ngay cái số giờ mà chúng ta muốn cài. Ví dụ giờ là 1 giờ trưa. Cái này nó chỉ xây một chiều vậy thôi các bạn. Rồi thuốc rồi. Đó. Ví dụ giờ là 1 giờ trưa nha. Đây. Đây, cái mũi tên sẽ hướng ngay số 1. Cái hướng mũi tên này nó hướng ngay số 1, nghĩa là 1 giờ trưa. Đó, chúng ta sẽ cắm nó vô điện và nó sẽ chạy bình thường. Nha, đó là cái cách mà chỉnh giờ, nha, cài đặt cái hệ thống của nó. Còn nếu như các bạn không muốn nó chạy theo giờ mà nó chạy tự nhiên giống như là cái ổ ghim bình thường. Cái này thật ra nó cũng là cái ổ ghim ha. Nè, lấy điện bên này, lấy điện bên này. Và đầu này là đầu ga thôi. Và các bạn không muốn nó chạy hẹn giờ mà chạy bình thường thì các bạn bấm lên nút on này, này nó sẽ chạy suốt luôn ha. Còn bấm lên suốt cái nút chỗ cái hình cái đồng hồ này là nó sẽ chạy theo hẹn giờ. Đó, có hai cái chế độ on hẹn giờ. Vậy thôi. Rồi. Giờ sẵn này thì mình chia sẻ luôn cái cách hẹn giờ đối với cái timer của chúng ta, cái hệ thị canh của chúng ta. Thì các bạn biết là giờ giờ ban ngày thì vào ban ngày thì trong cái khoảng từ 8-9 giờ trở đi tới 3-4 giờ chiều thì nó rất là nắng. Thì cho nên các bạn cố gắng là cho máy nó chạy thật, máy nó bơm thật nhiều để giữ mát cho cây ha, không có làm cho cái nước trong cái hệ thủy canh của mình nó bị nóng. Thì các bạn sẽ cho nó chạy liên tục, nghĩa là cứ 15 phút đến 15 phút, 15 phút bật, 15 phút tắt. Vậy thì chúng ta sẽ bắt đầu từ đâu? Rồi. Đây, của mình là mình xài nè, bắt đầu từ 9 giờ sáng. 9 giờ sáng là nó bắt đầu nó nóng lên này. Thì chúng ta bắt đầu 9 giờ cho chạy tới 9 giờ 15 tắt. Tới 9 giờ rưỡi lại cho chạy tiếp. Đó. Là mình chạy cài 15 phút chạy, 15 phút tắt. Khung giờ này là rất là nóng, cho nên là các bạn cứ cho nó chạy
Thật ra thì nó cũng hao điện gì đâu các bạn. Cái máy bơm của mình chỉ có 28W thôi. Nên là chạy suốt cũng được. Nhưng mà như mình chia sẻ lúc nãy đó, chạy suốt thì nó sẽ bị úng cái cây. Rồi, mình chạy tới 4 giờ. 4 giờ vẫn còn nóng ha. Mình chạy tới 5 giờ đi. Đó. Nghĩa là cái khung giờ từ 9 giờ tới 5 giờ chiều là các bạn cài cho nó 15 phút chạy, 15 phút tắt. Rồi từ 5 giờ từ chiều tới 6 giờ chiều thì mình chạy cài là 15 phút chạy và tắt 45 phút. Nè, đây là 6 giờ ha. Mình chạy 6 giờ 15. 7 giờ chạy tới 7 giờ 15. 8 giờ tới 8 giờ 15. 9 giờ tới 9 giờ 15. 10 giờ tới 10 giờ 15. Rồi tới đây thì 2 tiếng chạy một lần cũng được. Mình cho nó tới 12 giờ chạy tới 12 giờ 15 ha. 2 giờ chạy tới 2 giờ 15. Rồi. 4 giờ chạy tới 4 giờ 15. 5 giờ cho chạy được rồi. Sáng rồi. Rồi. Sáu giờ. Bảy giờ. Tám giờ. Tám giờ cho chạy luôn liên tục đi ha. Rồi đây là cái cách mà mình cài đặt ha. Nên cài đặt như vậy chứ không phải là cái cách gì hết ha. Bạn muốn cài sao cài thôi, tùy vô mình ha, tùy theo cái cảm nhận của mình khi mình trồng cây thôi. Còn mình thì do mình thì mình cài như vậy. Rồi vì khi mình ngâm lên cái ổ ghim thì các bạn canh cái giờ, cái giờ của bây giờ như thế nào mình ngâm lên thôi ha. Ví dụ giờ là 1 giờ trưa thì mình chỉnh cái này nè, xây cái này ngay 1 giờ trưa. Rồi 2 giờ thì xây 2 giờ ha. À, rồi găm vô. Rồi nói cái này găm vô điện. Vô điện. Con này thì nói ra cái đường đường dây điện, nói ra cái máy bơm của mình. Vậy là xong ha. Rồi hôm nay chia sẻ với các bạn cái cách ha, giới thiệu về cái thăm mơ bộ hiện giờ và cách cài đặt giờ trong cái hệ thống thủy canh. Rồi, xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong video sau.